Hình ảnh các nữ trọng tài bóng đá trên sân đã minh chứng cho tinh thần thể thao, đặc biệt là môn thể thao vua, rằng đây là cầu nối tiên phong xóa bỏ các khoảng cách về chủng tộc, giới tính. Qua đó, từ tinh thần thể thao mà con người đến gần với nhau hơn. Các nữ trọng tài bóng đá được xem là một trong những chủ đề thú vị và tốn không ít giấy mực của báo chí mỗi khi các nàng ra sân, luôn cực kỳ xinh đẹp, nóng bỏng. Hãy cùng ngắm nhìn những cái tên vàng trong làng trọng tài nữ bạn nhé! 1. Mỹ nhân người Brazil Fernanda Colombo Juliana. Nữ trọng tài bóng đá Fernanda Colombo Juliana sinh năm 1991 tại Brazil. Từ lúc xuất hiện đến nay, cô luôn thu hút mọi sự chú ý nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp cùng thân hình chữ S gợi cảm. Hiện cô đang là trợ lý trọng tài của giải Campeonato Brasileiro Serie A. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình tại vị trí nữ trọng tài bóng đá ở các giải đấu vô địch quốc gia Brazil từ năm 25 tuổi. Mới đây, cô cũng gây sốt với tình huống rút khăn lau mồ hôi chết người, ai trông thấy cũng bị hút hồn, đứng tim vì cô nàng. 2. Cô trọng tài với nhan sắc vạn người mê. Ekaterina Kostiunina, Nga. Cô nàng trọng tài được truyền thông săn đón với nhan sắc ví von như thể vạn người mê này đã bắt đầu theo đuổi công việc với trái bóng tròn từ năm 21 tuổi. Cô sinh ra và lớn lên ở xứ Nga và nhanh chóng trở thành một trong những nữ trọng tài bóng đá nổi tiếng. Không chỉ nhờ vào nhan sắc mà cô còn là của hiếm tại bóng đá xứ Bạch Dương nhờ vào chuyên môn rất tốt của mình. Claudia Romani, gừng càng già càng cay. Thật vậy, nhan sắc mặn mà cùng với thân hình bốc lửa của Claudia Romani đã giúp cô nhiều lần trở thành mỹ nhân quyến rũ nhất của giới nữ trọng tài bóng đá. Dù đến nay cô nàng người Ý đã chạm ngõ cánh cửa U40, nhưng nhan sắc của cô càng lúc càng nổi bật hơn trước rất nhiều. Romani đã có thể tham dự các trận đấu tại Serie A và Serie B, thế nhưng cầu thủ nào sẽ tập trung nổi khi có cô đứng trên sân đây? 4. Elena Tambini, cô nàng tài sắc vẹn toàn. Cô nàng Elena Tambini được mệnh danh là nữ trọng tài bóng đá tài sắc vẹn toàn. Cô đã chăm chỉ theo đuổi khóa học trọng tài và từng bước chinh phục các giải từ nhỏ đến lớn. Quả ngọt cho cô nàng xinh đẹp này chính là sân chơi hạng 5 của đất nước Italy vào năm 2014. Tuy muốn làm được nhiều hơn thế, thậm chí là cầm còi ở giải đấu cao nhất quốc gia, nhưng Elena lại không đáp ứng được yêu cầu về thể lực. Những tưởng cô trọng tài xinh đẹp sẽ gác lại giấc mơ với môn thể thao vua để đi làm người mẫu. Thế nhưng, nàng đã chuyển sang làm bình luận viên bóng đá cho kênh Mediaset Premium nổi tiếng nước Ý. 5. Amy Christopher, từ siêu mẫu trở thành trọng tài. Từng có thời gian 10 năm làm siêu mẫu đổ lót chuyên nghiệp, Amy Christopher cuốn hút ánh nhìn đối phương nhờ vào gương mặt cùng thân hình bốc lửa. Cô chuyển sang công việc thứ hai khi trở thành một nữ trọng tài bóng đá. Đây chính là một quyết định bất ngờ, táo bạo của mỹ nhân nước Anh. Nữ trọng tài bóng đá sexy nhất xứ sương mù có tham vọng cầm còi điều khiển các trận đấu tại Premier League. Có lẽ không điều gì có thể ngăn cản cô nàng xinh đẹp bản lĩnh này làm được điều cô muốn. 6. Carolina Boza, nữ trọng tài khiến cả khán đài đứng ngồi không yên. Tờ Đờ Sân đã không ngần ngại dành cho Carolina Boza danh hiệu nữ trọng tài bóng đá quyến rũ nhất thế giới. Cô nàng người Ba Lan đã được chú ý kể từ năm 2017 với nhan sắc khiến cả khán đài đứng ngồi không yên. Bắt đầu với vai trò của một trọng tài biên, Boza đã vào nghề từ năm 17 tuổi. Ngoài thời gian cầm còi trên sân cỏ, cô nàng hiện đang là sinh viên luật ở một trường đại học tại Ba Lan. 7. Joanna Charakis, xinh đẹp và kiên định trên sân cỏ. Joanna Charakis ghi điểm trong lòng khán giả và các cầu thủ không chỉ nhờ vào khuôn mặt khả ái mà còn là tính cách kiên định, chỉn chu của cô trên cương vị một trọng tài. Ít ai biết rằng trước khi rẽ ngang sang làm nữ trọng tài bóng đá, Joanna từng là một cầu thủ thi đấu ở giải vô địch quốc gia Australia. Đến năm 15 tuổi, cô mới bắt đầu theo đuổi sự nghiệp cầm còi và đến nay cô đang là trọng tài của FIFA. Đáng chú ý, năm 2016, Joanna đã được Liên đoàn bóng đá Victoria Úc trao tặng danh hiệu nữ trọng tài xuất sắc nhất năm. Sau khi ngắm nhìn các nữ trọng tài bóng đá xinh đẹp, giỏi giang nhất thế giới, chúng ta một lần nữa lại có thể khẳng định, chỉ cần mang trong mình tinh thần chiến binh thì bất cứ việc gì ta muốn thực hiện đều sẽ thành công. Các cô nàng trọng tài cũng vậy, phải trải qua quá trình học hỏi, rèn luyện gian truân cùng với một tinh thần thép thì mới có được ngày hôm nay. Các bạn nhớ nhấn đăng ký để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!